Ok, hello anh em, chào mọi anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Shooting Silver. Ở trong tập này mình sẽ làm cái nhiệm vụ nhà máy phát điện cũng như là đánh cái gym nước ở đây các bạn. Thì làm sao để làm như đó thì bây giờ các bạn phải đi về phía bên tay phải của thành phố này. Đó, nhà máy phát điện mà xưa chỗ quét là chỗ của con sắp đốt đó. Đó. Đó chứ là như thế này nè các bạn. Đó, đây chứ là nhà máy phát điện của thành phố Kanto thôi. Nói chuyện với thằng này đó bạn. Nói cái thằng mà ăn cắp món vật phẩm đó đang ở cái gym leader. Đó, trong cái gym của thành phố hồi nước đó. Và bây giờ mình sẽ bay về. Đó, nó là các bạn. Thằng quỷ gốc két. Bây giờ phải chạy tìm nó mày. Nó đang đứng trên cây cầu á. Đó nó nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vô cái Zipper để tìm được món đồ bị mất đó. Nó giấu cái phao này nữa bạn. Đó. Lấy xong cái này chúng ta sẽ chạy nhà máy phát điện để đưa. Cách chúng ta bay cho nhanh nha. Đó, nó không cho bay các bạn. Tại có cái Pokemon Center đó mà nó không cho bay. Không cho bay đi bộ các bạn.
Đó, nhà máy phát điện bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Khi nhà máy phát điện hoạt động trở lại thì chúng ta có thể quay trở về cái Lavender Town các bạn, để lấy cái radio. Đó, nói chuyện ông này lấy cái radio các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở về kiếm nhỏ Shimizu của hình Kasumi để đấu rồi. Mình nhớ lúc này nó vẫn chưa ở đây đó bạn. Trong này chỉ có gì thôi à. Phải chạy trên kia kiếm nó nữa. Đang đứng trên túc trên kia kìa. Cái chỗ lúc đầu mà nó đứng á, nhà con Bill á. Cũng may là tập ở đây thì hôm qua mình đã đánh rồi. Đó. Đó, bây giờ mình vô đánh được đó bạn.
con lắp ráp này các bạn sử dụng kiểu hệ giác đấu đánh nó sẽ ok hơn. Nó có hệ đá và hệ nước, hệ băng và hệ nước chứ. Nên đánh thì chiêu hệ lửa cho nó cũng không có gây xuyên dê quá nhiều. Hải con này cũng có Ice Beam nữa. Ô, Impaleon luôn kìa. Ngon nhỉ. Ok, mình đã xong. Rồi, hiện tại vùng Kanto mình đã có 5 chiếc huy hiệu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy luôn chiếc huy hiệu thứ 6. Đó chính là thằng Brock. Thì làm sao lấy chiếc huy hiệu 6 thì chúng ta sẽ phải bay về thành phố này, Vermilion City. Thì chúng ta đã có được cái radio rồi thì chúng ta có quyền đánh thức được con ca con Snorlax là vậy các bạn. Ở đây chỉ có một con Snorlax duy nhất thôi nha, nên các bạn có bắt nó thì các bạn nhớ sell lại trước khi bắt với mình. Nó không có xuất hiện ngoài tự nhiên hay là có con Snorlax thứ hai đâu. Đấy. Khi sell xong thì chúng ta sẽ bật Pokemon Gear lên, chỉnh vào phần radio. Chúng ta sẽ dò cái bucket blue á, bucket talk bad word. Mình sẽ dò đài các bạn, bucket music. Đó đây, đó sau cái bật nhạc này chúng ta sẽ nói chuyện với con Snorlax, nó sẽ nghe và nó sẽ tỉnh dậy.
Oh shit, nó chết mất tiêu. Đó, chúng mình phải lót lại nha các bạn. Đó, lỡ tôi đánh chết là phải lót lại đó bạn. Cái pha đó nó không chết do critical thôi. Rồi, lần này thì chúng ta sẽ ném big ball trước, xem nó vào không. Không vào. Quế Snorlax này cũng khó ăn lắm nha. Ok. Đó, sau đó chúng ta sẽ vào cái hang này. Đây là cái hang của con Diglett nữa bạn. Rồi chúng ta rời khỏi đây thì chúng ta sẽ tới được cái thành phố của ông Brock. Pewter City. Ở đây chúng ta sẽ nói chuyện với ông cụ này nữa nè các bạn. Đó, ông cụ sẽ cho mình là chiếc lông của Ho-Oh. Thì cái chiếc lông này chúng ta sẽ bị bắt được Ho-Oh nha các bạn. Nhưng hiện tại thì mình sẽ vô đánh cái gym này trước đã. Legendary thì mình sẽ để phần cuối cùng của chương trình con game này các bạn.
Đây là Aloha Rollem bạn. Con này hơi bị trâu quá à. Vậy là mình đã có được 6 chiếc huy hiệu rồi, 6 chiếc huy hiệu vùng Kanto. Và còn 2 chiếc huy hiệu cũng là 2 chiếc huy hiệu cuối cùng các bạn. Nó nằm ở trên đảo. Một chiếc huy hiệu nằm trên đảo, một chiếc huy hiệu nằm ở dưới thành phố này. Là thằng Green đang cầm. Thằng Green đang làm Z-Reader. Nhưng mà hiện tại thằng Green nó cũng đang ở ngoài đảo các bạn. Mình phải gọi nó về nữa. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây. Hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye!